Dịch Dương Thiên Tỷ vướng bê bối khiến cả showbiz nháo nhào, Lưu Thi Thi, Lộc Hàm cũng bị tráo tên. Scandal của Dịch Dương Thiên Tỷ khiến cả showbiz chấn động. Nhiều người nổi tiếng dù không liên quan cũng bị cuốn vào scandal đãi ngộ ngôi sao của Dịch Dương Thiên Tỷ. Sina đưa tin, những ngày qua, bê bối sử dụng đặc quyền ngôi sao của ba nam diễn viên Dịch Dương Thiên Tỷ là Nhất Châu, Hồ Tiên Hú chiếm sóng mạng xã hội xứ Trung. Ba nghệ sĩ trẻ này được cho là đã hưởng quá nhiều ưu ái khi thi vào biên chế của nhà hát kịch quốc gia Trung Quốc. Cả ba đều không cần trải qua phần thi viết hay phỏng vấn trực tiếp như các thí sinh khác. Việc khuất tức trong quá trình thi cử khiến cả ba chịu chỉ trích nặng nề từ phía công chúng. Trong đó người chịu ảnh hưởng nhiều nhất là Dịch Dương Thiên Tỷ. Sau phim Em của thời niên thiếu từng xây dựng hình tượng hoàn hảo, cả về tài năng lẫn đạo đức. Song bê bối lạm dụng đặc quyền đã kéo theo hàng loạt scandal khác bủa vây Dịch Dương Thiên Tỷ. Trong đó, Dịch Dương Thiên Tỷ bị nghi ngờ thay đổi năm sinh, truyền thông hé lộ anh sinh năm 1998, không phải là 2000 như lâu nay tiết lộ. Ngôi sao trẻ vốn được ngưỡng mộ khi vượt qua nghịch cảnh khó khăn để vươn lên. Song thực tế, Dịch Dương Thiên Tỷ có gia thế khủng. Cha anh đầu tư vào nhiều công ty nổi tiếng khắp cả nước. Anh còn bị đặt nghi vấn đi cửa sau trong quá trình đi thi vào cấp 3. Chưa dừng lại, những hot search liên quan xung quanh Dịch Dương Thiên Tỷ đều bị xóa khỏi thanh tìm kiếm của mạng xã hội Weibo. Nhiều trang truyền thông lớn im ắng trước vụ việc ba ngôi sao được nhận đãi ngộ. Cư dân mạng cho rằng Dịch Dương Thiên Tỷ và phía đội đoàn phía sau đã vi phạm quyền tự do ngôn luận, xóa những hot search tiêu cực để định hướng dư luận. Nhiều ngôi sao lớn như Lưu Thi Thi, Lộc Hàm, Trần Hiểu cũng bị vạ lây. Cụ thể hàng loạt từ khóa như bóng lưng thời trẻ trung của bà mẹ một con Tôn Di, Lưu Thi Thi chụp ảnh, Cổ Lực Na Trác đang quay phim, đầu gối Thái Tử Khôn, chân Lộc Hàm bất ngờ lọt thóm tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo. Những từ khóa này đều có nội dung khá vô nghĩa, lượt đọc không cao nhưng lại lọt hot search. Ngày 15 tháng 7 là hàng cuối cùng để nhà hát kịch quốc gia Trung Quốc đưa ra câu trả lời về việc đãi ngộ ba ngôi sao. Thế nhưng vẫn không có một câu trả lời nào thỏa đáng đến với công chúng. Cũng trong tối 15 tháng 7, ba ngôi sao Trương Hân Nghiêu, Lưu Hạo Tôn và Quang Hiểu Đồng chiếm trọn ba vị trí đầu trên hot search. Đặc biệt trong đó, Quang Hiểu Đồng bị nghi phải vào tù, lượt tìm kiếm lên tới hàng triệu, buộc phòng làm việc của cô phải ra văn bản thanh minh. Đây được cho là động thái di dời sự chú ý của cư dân mạng khỏi việc của Dịch Dương Thiên Tỷ. Cho đến hiện tại, phía nam diễn viên vẫn giữ im lặng trước tất cả các cáo buộc. Cuộc khủng hoảng truyền thông đã khiến sự nghiệp của Dịch Dương Thiên Tỷ bị ảnh hưởng nặng nề. Theo iFan, các thương hiệu đang âm thầm gỡ hình ảnh của anh khỏi chiến dịch quảng cáo. Trang tin cho biết hai công ty thương mại của điện tử Tmall và Taobao trực thuộc tập đoàn Alibaba đã quay lưng với ngôi sao sinh năm 2000. Trong một tuyên bố riêng với truyền thông, người đại diện phủ nhận từng ký kết hợp đồng quảng cáo với Dịch Dương Thiên Tỷ. Họ cho biết không có liên hệ công việc với thành viên nhóm TF Boys. Cuối tháng 5, Tmall và Taobao từng chạy bài trên trang web chính thức để giới thiệu người đại diện mới là Dịch Dương Thiên Tỷ. Theo Sina, Dịch Dương Thiên Tỷ vốn là nghệ sĩ trẻ nổi tiếng, không vướng bê bối kể từ khi gia nhập showbiz vào năm 2013. Tuy nhiên, cáo buộc gian lận thi cử khiến hình ảnh trong sạch của anh bị ảnh hưởng lớn. Trang tin cho biết nhà sản xuất, nhãn hàng hiện nhạy cảm với tai tiếng của Dịch Dương Thiên Tỷ. Anh bị xếp vào nhóm ngôi sao rủi ro trong hoạt động thương mại. Trong một tuần diễn ra scandal, Dịch Dương Thiên Tỷ mất hơn 60.000 người hâm mộ. Nam diễn viên đã rời đoàn phim Mãn Giang Hồng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu trở về Bắc Kinh giữa tâm bão bị chỉ trích. Dịch Dương Thiên Tỷ sinh năm 2000, xuất thân là ca sĩ thuộc nhóm nhạc TF Boys cùng với hai thành viên Vương Tuấn Khải và Phương Nguyên. Đây là nhóm nhạc được thành lập từ khi các thành viên mới 13-14 tuổi. Do đó, họ được coi là những em trai quốc dân, lớn lên trong ánh mắt của công chúng, nhận nhiều tình cảm yêu mến của hàng chục triệu khán giả. Dịch Dương Thiên Tỷ là ngôi sao 10X nổi tiếng nhất tại Trung Quốc với hơn 90 triệu người theo dõi trên trang cá nhân. Bước sang tuổi trưởng thành, nam ca sĩ theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, từng là thủ khoa đầu vào của Học viện Hí kịch Trung Quốc. Dịch Dương Thiên Tỷ là ngôi sao 10X nổi tiếng nhất tại Trung Quốc. Thành tích phòng vé ấn tượng đưa Dịch Dương Thiên Tỷ vào nhóm những diễn viên có tổng doanh thu phòng vé đạt 10 tỷ nhân dân tệ, 1,5 tỷ USD. Anh được mệnh danh là ông hoàng phòng vé trẻ nhất Trung Quốc.